Theo kết quả điều tra của vụ dự báo và thống kê vừa được công bố, trong 6 tháng đầu năm 2024 vừa qua, các tổ chức tín dụng đã đáp ứng nhu cầu vay vốn tổng thể của khách hàng ở tỷ lệ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ các tổ chức tín dụng nhận định đáp ứng nhu cầu vay vốn ở mức cao từ 75% nhu cầu vốn trở lên của nhóm 14 ngân hàng thương mại trọng yếu trong kỳ điều tra vừa qua tiếp tục là 100%. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng, trong 6 tháng đầu năm, các tổ chức tín dụng có xu hướng không đổi hoặc nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng. Xu hướng nới lỏng này ghi nhận ở các lĩnh vực như cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao, cho vay đầu tư công nghiệp hỗ trợ, cho vay mua nhà để ở, cho vay đầu tư ngành dịch vụ logistics, công nghiệp chế biến chế tạo, cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu, cho vay đầu tư kinh doanh du lịch và nhóm khách hàng cá nhân. Cũng theo vụ dự báo và thống kê, trong 6 tháng vừa qua, các tổ chức tín dụng cũng giảm bớt xu hướng thắt chặt tiêu chuẩn tín dụng đối với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản, kinh doanh tài chính ngân hàng, bảo hiểm và lĩnh vực xây dựng. Trong hai quý cuối năm, các tổ chức tín dụng cho rằng xu hướng nới lỏng, nhẹ tiêu chuẩn tín dụng sẽ tiếp tục diễn ra theo hướng tích cực hơn so với các tháng đầu năm.